Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, từ người vô gia cư đổi vận trở thành tỷ phú, đó gần như là điều không thể. Vậy mà John Paul de Joria, đồng sáng lập công ty chăm sóc John Paul Mitchell System và thương hiệu rượu Passion Spirit cao cấp, đã làm được điều đó. Theo Forbes, người đàn ông 73 tuổi này hiện đã có tài sản ròng lên tới 3,1 tỷ USD, trở thành một tỷ phú nổi danh khắp đất Mỹ. Và để đạt được thành tựu như vậy, chắc chắn người đàn ông này phải trải qua muôn vàn chông gai khó khăn. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh của mình, ông đã tạo nên những thành tựu kinh doanh phi thường. Với vị tỷ phú này, có 3 quy tắc bất biến mà ông luôn áp dụng trên hành trình đổi đời của mình. Nếu bạn cũng nắm được các nguyên tắc này, thì sự giàu có chắc chắn cũng nhanh chóng tới bên bạn đấy. Vậy 3 nguyên tắc vàng để làm giàu của người đàn ông này là gì? Chúng ta có thể thực hành các quy tắc đó trong cuộc sống của chính bản thân như thế nào? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! John Paul de Joria sinh năm 1944 tại Los Angeles. Bố của ông là người Italia, còn mẹ là người Hy Lạp. Họ đều là dân nhập cư Mỹ. Khi 2 tuổi, bố mẹ của John Paul de Joria đã ly dị. Vào năm 9 tuổi, ông đã cùng với anh trai đi khắp nơi bán thiệp Giáng sinh, báo để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi mà ông không còn khả năng có thể nuôi 2 đứa trẻ, thì 2 anh em đã được đưa tới một nhà nuôi dưỡng ở miền đông Los Angeles. Được biết, khi còn trẻ, John từng tham gia một nhóm giang hồ đường phố, nhưng sau đó đã quyết định thay đổi bởi câu nói của giáo viên: không thể thành công dù làm gì đi nữa. John Paul de Joria tốt nghiệp trung học vào năm 1962. Vào năm 22 tuổi, vợ của ông đã rời bỏ và để lại cho ông 2 người con trai. Người vợ này còn bí mật lấy hết tiền thuê nhà mấy tháng cũng như chiếc xe duy nhất mà họ có. Sau 2 ngày thì John Paul de Joria cùng 2 đứa trẻ đã bị đuổi ra khỏi nhà, phải sống lang thang trên đường phố. John Paul de Joria từng có tuổi thơ nghèo khó và phải làm thuê nhiều nghề để kiếm sống. Năm 1980, ông hợp tác với Paul Mitchell, dùng 700 USD vốn đầu tư ban đầu để tạo nên một trong những hãng chăm sóc tóc lợi nhuận cao nhất thế giới. Hiện doanh thu hàng năm của hãng chăm sóc tóc này đạt khoảng 1 tỷ USD. Bên cạnh đó, thương hiệu rượu Passion Spirit của ông cũng bán được hàng triệu chai mỗi năm. Giàu có là thế, nhưng de Joria không đong đếm thành công bằng tiền. Với doanh nhân biểu tượng này, thành công không phải là sở hữu tiền tài hay quyền lực. Ông cho biết: tôi từng chẳng có gì trong tay, vì thế tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có tiền và cho đi. Đây là cách tôi trả tiền thuê nhà cho hành tinh này để chia sẻ với những người kém may mắn hơn. Tỷ phú nhớ lại khoảnh khắc mẹ ông cứu giúp một người lính và nói với ông: chúng ta có thể nghèo, nhưng có nhiều người còn kém may mắn hơn. Vậy nên đừng ngần ngại giúp đỡ, dù đó chỉ là một điều gì đó nhỏ bé. Những lời dạy này luôn khắc sâu trong tâm trí và trở thành hành trang đồng hành suốt hành trình còn lại của tỷ phú này. Năm 2011, de Joria tham gia lời cam kết cho đi của Bill Gates và Warren Buffett, trao một nửa tài sản của mình để làm từ thiện. Ngoài ra, ông còn thành lập quỹ để bảo vệ môi trường, giúp đỡ người nghèo và bảo vệ quyền động vật. Thông qua quỹ của mình, vị tỷ phú này đã quyên góp được hàng triệu USD hỗ trợ hơn 160 tổ chức từ thiện trên khắp thế giới. Chúng bao gồm Pro Appalachia, một chương trình cung cấp hạt giống và công cụ để giúp các gia đình nghèo ở 6 bang khắp miền Trung Appalachia tự trồng lương thực chống suy dinh dưỡng, và Sea Shepherds, một xã hội bảo tồn động vật hoang dã biển, đối đầu với nạn săn bắn trái phép động vật hoang dã trên các đại dương trên thế giới. Nhiều người thắc mắc de Joria đã xây dựng đế chế của mình như thế nào. Chia sẻ với CNBC, tỷ phú này đã bật mí 3 quy tắc làm giàu đơn giản giúp ông thành công như sau. Quy tắc số 1: luôn chuẩn bị tâm lý bị từ chối. Nói về bí quyết xây dựng đế chế mỹ phẩm khổng lồ của mình,
Lucioria cho biết mọi thứ không hề dễ dàng, suôn sẻ. Quan trọng là bạn có dám bản lĩnh đối mặt hay không. Theo tỷ phú, nguyên tắc dẫn đến sự thành công của ông như ngày hôm nay đó chính là không ngần ngại khi đón nhận sự từ chối. Từ mới sinh ra cho đến khi già nua, một người sẽ phải trải qua rất nhiều lần bị từ chối. Nếu như không vượt qua được thất bại ấy, sẽ khiến cho bạn bị gục ngã và khó để đứng lên bước tiếp. Cũng như Dechoria, trong suốt thời gian gõ cửa các căn nhà và bị từ chối ngay lập tức, nếu như không chấp nhận, không kiên trì thì liệu có kết quả như hôm nay? Dechoria cho biết, trong suốt sự nghiệp của mỗi người, ai cũng sẽ gặp phải những lời từ chối. Điều này không chỉ đến một lần mà rất nhiều lần. Ông nói rằng, khi bạn gõ cửa, nhiều người sẽ không mở cửa đâu. Sẽ có những người không thích sản phẩm của bạn, công ty của bạn hoặc chính bản thân bạn. Tỷ phú này cho rằng, điều quan trọng là bạn phải nhận ra điều này ngay từ ngày bạn thành lập doanh nghiệp của mình. Để thành công, bạn duy trì sự tự tin và nhiệt tình ở cửa số 59 như lúc bạn thể hiện ở cửa đầu tiên. Bởi khi bạn ý thức được điều này và luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho nó, thì sự chối từ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến bạn mà còn giúp bạn kiên cường hơn. Bất cứ hình thức từ chối nào, cho dù trong tình yêu, sự nghiệp, bạn bè, đề xuất cho một cuốn sách hay bất cứ điều gì khác, đều không nên để ảnh hưởng tới hạnh phúc của bạn. Chẳng có gì vui vẻ khi bị từ chối và đôi khi có cảm giác thật chơi với. Nhưng bạn không nên cho phép nó lấy đi hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Thực tế từ chối là một phần của cuộc sống. Sẽ có những lúc hồ sơ xin việc, đề nghị hẹn hò hay ý tưởng thay đổi của bạn sẽ bị từ chối bởi ai đó, ở đâu đó. Thái độ lành mạnh là chấp nhận từ chối chính là một phần cuộc sống, cũng như công nhận rằng quan trọng là tìm cách vươn lên và cố gắng lần nữa. Bạn sẽ xử lý việc bị từ chối tốt hơn nếu bạn có cái nhìn rõ ràng về nỗi sợ và điều bạn cần phải tập trung thay vào đó. Quy tắc số 2. Đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. Joria kiên quyết. Hãy luôn nhớ rằng bạn kinh doanh là một hành trình lâu dài. Bạn không chỉ bán sản phẩm một cách đơn thuần và chỉ có thế. Vì vậy, hãy làm việc chăm chỉ để tạo ra những sản phẩm đẳng cấp thế giới mà ai cũng mong muốn sở hữu. Lối suy nghĩ này sẽ giúp bạn thành công hơn. Thật vậy, đối với người làm kinh doanh, phương châm giữ chữ tín hơn giữ vàng hẳn đã không còn xa lạ. Vì kinh doanh muốn trường tồn, bền vững, phát triển thì chắc chắn phải cần đến uy tín. Hãy nhìn vào các cửa hàng lâu đời, những cửa hàng có thương hiệu trong mắt khách hàng. Điều mà họ khiến một khách hàng đi theo mình cả mấy chục năm, bởi vì sao? Vì những cửa hàng đó có uy tín, làm ăn với họ không sợ lừa đảo, mua hàng của họ yên tâm về chất lượng. Quản lý chất lượng sản phẩm chặt chẽ sẽ giúp doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh của bạn gây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt khách hàng. Khi đã có uy tín thì làm điều gì cũng dễ. Quản trị chất lượng dịch vụ có vai trò rất lớn đối với thành công của doanh nghiệp, bởi vì quản lý chất lượng giúp chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn. Vì vậy, đáp ứng nhu cầu khách hàng và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý doanh nghiệp. Điều này là cơ sở để chiếm lĩnh, mở rộng thị trường, tăng cường vị thế, uy tín trên thị trường. Quản trị chất lượng dịch vụ cũng cho phép doanh nghiệp xác định đúng hướng sản phẩm cần cải tiến, thích hợp với những mong đợi của khách hàng cả về tính hữu ích và giá cả. Khác biệt lớn giữa người thành công và người thất bại là họ làm tất cả những gì người thất bại không muốn làm. Bất kể công việc kinh doanh của bạn là gì, hãy dám chắc rằng chất lượng sản phẩm của bạn đủ tốt để người ta vẫn sẵn sàng sử dụng dịch vụ hay mua sản phẩm của bạn một lần nữa. Điều này sẽ tạo nên tính bền vững cho bạn ngay cả khi bạn không có tiền cho công tác quảng cáo. Quy tắc số 3. Đừng tập trung quá nhiều vào lợi nhuận. Victoria nói, nếu một doanh nghiệp muốn tiếp tục phát triển bền vững, thì doanh nghiệp đó không chỉ nghĩ đến lợi nhuận của ngày hôm nay, mà hãy theo đuổi các giá trị dài hạn. Tỷ phú này giải thích, bằng cách giúp đỡ người khác, bạn đang tạo ra những khách hàng tiềm năng trong tương lai,
và củng cố thêm niềm tin với nhân viên của mình. Khách hàng thường có xu hướng lựa chọn những doanh nghiệp đề cao giá trị cộng đồng, bảo vệ trái đất và tạo ra sự khác biệt. Để chứng minh cho quan điểm đó, Dechoria cho biết rằng kể từ khi công ty thành lập vào năm 1980, tổng số nhân viên nghỉ việc chưa đến 100 và 2 trong số đó nghỉ việc vì đã đến tuổi về hưu. Rất nhiều nhà quản lý có thể đưa ra một bản kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên, một lãnh đạo tuyệt vời là người biết cách khích lệ đội ngũ có năng lực và nhiệt huyết cùng chung tay thực hiện kế hoạch đó. Biết phân bổ nguồn nhân lực cũng như lên kế hoạch tìm ra những nhân viên lý tưởng, nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng người và cách để họ làm việc hiệu quả cùng nhau. Nhà lãnh đạo có thể tập trung vào cả kết quả và con người sẽ tạo động lực cho nhân viên của mình làm việc tốt hơn mà không xa rời mục tiêu chung. Sự cân bằng này giúp họ đạt được những thành tựu phi thường, vì họ có thể làm được 5 điều mà rất ít các nhà lãnh đạo khác có thể thực hiện được. Hơn nữa, mục đích của kinh doanh là tìm kiếm và giữ chân khách hàng. Rất nhiều người nghĩ rằng mục tiêu của kinh doanh là tạo ra lợi nhuận, nhưng lợi nhuận lại đơn thuần là kết quả của việc thu hút được khách hàng bằng các phương pháp hiệu quả. Thước đo thành công duy nhất của một doanh nghiệp là mức độ hài lòng của khách hàng. Bạn càng khiến khách hàng hài lòng với thứ họ muốn và cần với mức giá họ sẵn sàng chi trả, họ càng mua sản phẩm của bạn và giới thiệu cho bạn bè họ nhiều hơn. Có thể thấy, với ông, việc giúp đỡ người khác là cách tạo ra khách hàng và tạo cảm hứng trung thành cho nhân viên. Giúp đỡ người khác luôn là chân lý sống bất di bất dịch của Dechoria. Vì vốn không có khởi đầu may mắn trong giàu sang, nên ông luôn cảm thấy thực sự tốt khi được giúp đỡ, chia sẻ với những người xung quanh. Sau mỗi điều đó, bản thân ông luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Một khía cạnh khác mà Dechoria tìm thấy khi giúp đỡ người khác chính là tạo ra các khách hàng trong tương lai và mang đến nguồn cảm hứng trung thành cho nhân viên. Tại sao lại như vậy? Bởi hầu hết các khách hàng đều có cảm tình và đặt niềm tin với những người, doanh nghiệp, dành thời gian để cứu giúp mọi người. Sống là cho đi, điều ấy không chỉ khiến bạn cảm thấy bình yên, mà đôi khi nó còn giúp cho sự nghiệp của bạn nữa. Thật khó để tưởng tượng một người vô gia cư lại có thể trở thành tỷ phú, nhưng Jean-Paul Dechoria đã làm được điều này. Một cú nhảy vọt thoát khỏi sự nghèo khổ của ông thật khiến cho người ta phải nể phục. Vì thế, nếu bây giờ bạn vẫn đang loay hoay, chật vật với cuộc sống thì cũng đừng lo lắng mà bỏ cuộc nhé. Tương lai sẽ tốt đẹp nếu bạn chọn đúng hướng đi và kiên trì tới cùng thôi. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình hình dịch bệnh vẫn đang vô cùng căng thẳng. Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện các biện pháp phòng dịch an toàn để cùng nhau ngăn chặn đại dịch lây lan nhé. Và các bạn cũng đừng quên dành tặng bí quyết thành công một like cho video này để ủng hộ kênh phát triển hơn nữa, để tiếp tục đem tới những thông tin bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết thành công.